chém gió, hay còn gọi là trảm phong minh pháp, là một thứ nghệ thuật rất kén người chơi. Nhưng cỡ một thập kỷ trước, với sự phát triển vũ bão của Internet, cụm từ chém gió bắt đầu lan tràn một cách tùy tiện trong ngôn ngữ hàng ngày của cư dân mạng. Bởi ít ai tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, nên càng ngày tôi càng nhận ra sự cần thiết của một cuốn sách trảm phong minh pháp thực sự. Xin lỗi vì đây không phải là cuốn sách cổ bí truyền nhiều đời như các bạn nghĩ, càng không phải là của ông cha ta. Trò này tôi học của bọn Tây và giờ cố truyền tải lại bằng tiếng Việt mà thôi. Vậy thì tại sao lại là gió? Tại sao lại là chém gió mà không phải là chém cái gì khác? Gió cũng giống như một cuộc hội thoại vậy, là thứ không để riêng ai cảm nhận, nhưng lại luôn để lại cảm nhận riêng của bất cứ ai. Các bạn mở mồm ra là nói ba cái chuyện tầm phảo, ấy không được gọi là chém gió. Hầu hết các bạn chỉ đi trà chanh góp gió mà thôi. Còn nghệ sĩ chém gió thực thụ ấy à? Phải là một người có thân thể cường tráng, trí tuệ thâm sâu, phá tan cái vỏ tầm phào của câu chuyện bằng lưỡi kiếm ngôn từ. Chàng là người duy nhất có thể lôi những tầng nghĩa và cách hiểu mới cho câu chuyện. Chàng có thể nhẹ nhàng vỗ vào mặt bạn bằng sự châm biếm, nhưng đôi khi lại thô bạo đập vào mặt bạn bằng những lý lẽ đành thép. Vì thế cho nên nghệ sĩ chân chính quả rất hiếm, và ở Việt Nam thì lại càng hiếm. Nhưng cuối cùng thì tôi đã tìm được. Nếu chém gió là một bộ môn Olympic và tôi là ban giám khảo, xin trao huy chương vàng cho nghệ nhân Tuấn Secker và giáo sư Cù Trọng Xoay. Đứng thứ nhì tạm thời có thể là Hải Dớ trong Trắng TV. Mặc dù là họ mang những màu sắc rất là riêng, Tuấn Secker với màu sắc sặc sỡ lấy cảm hứng từ những tát LSD, Cù Trọng Xoay với màu sắc nho nhã bác học, hay Hải Dớ với màu sắc trưởng thành của người đã kết hôn, nhưng đều có khả năng vật nhau với những ý nghĩ của khán giả theo những ngón không thể ngờ nổi. Vậy nên bạn có thể không thích phong cách của những cái tên mà tôi vừa nêu, nhưng tôi cá là bạn vẫn sẽ cười nếu như nhắm mắt nghe họ nói. Sau hàng giờ ngồi xem hỏi xoáy đáp xoay với Trang News, tôi có tổng hợp lại được một số kỹ thuật khái quát giúp các bạn tiến bộ cho bộ môn này. Lưu ý lại là trong khuôn khổ bài viết tôi chỉ nhắc đến mục đích chọc cười thôi, chứ không phải là để tranh luận hay bán hàng đa cấp gì cả nhé. Tôi gọi chém gió là một bộ môn vì tôi coi nó không khác gì cầm kỳ thi họa, tức là phải có luyện tập. Chỉ có điều là nếu việc bạn vẽ sai hay hát sai trong lúc luyện tập nó là một nét văn hóa, thì việc bạn chém gió sai trong lúc luyện tập nó là một thảm họa, hay còn gọi là đùa dại. Quá trình luyện tập thường đồng nghĩa với việc bạn phải nói nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, tức là khả năng bạn đùa dại cao hơn. Khoảng thời gian này rất nhiều người chuyển từ nhặt sang vô duyên, hay thô lỗ, hay tệ hơn là cả ba. Họ thử nói đùa rất nhiều, nhưng khi không thành công, họ lại chui ngay vào cái vỏ ốc để khỏi phải nhận thêm tổn thương. Và sau đây là ba quy tắc để tránh cái bẫy đùa dại đó ra. Thứ nhất là không nói đùa trong bối cảnh nghiêm trang hay đau buồn, điển hình là đám ma. Ngoài nơi đó ra thì gần như cái óc hài hước đều có ít nhiều tác dụng trong giao tiếp. Khi sử dụng nhiều thì bạn sẽ tự cảm nhận được điều này. Thứ hai là tránh những câu nói đùa công kích đến những đối tượng gần. Gần ở đây là gì? Gần bao gồm thời gian, vị trí địa lý, mức độ thân thuộc. Bạn thấy cả Việt Nam phản ứng ra sao trước trò đùa của Dan Howard rồi chứ gì? Tại vì câu đùa đó đã đi ngược lại với mọi quy tắc ở trên. Các bạn thử nghĩ mà xem nhé, liệu các bạn có tức giận hay không nếu như tướng giáp là một nhân vật mất cách đây vài trăm năm thay vì là mới có vài năm? Ấy là vấn đề về thời gian. Liệu các bạn có tức giận hay không nếu như Dan Howard đang ngồi ở Mỹ chứ không phải tới Việt Nam dạy tiếng Anh? Ấy là về vị trí địa lý. Liệu các bạn có tức giận hay không nếu như tướng giáp không được truyền thông ca tụng, ít xuất hiện trên sách vở báo đài? Ấy là mức độ thân thuộc. Thứ ba là tránh những câu nói đùa công kích và những điều mà con người khó thay đổi. Một lần trong giờ học văn, hình như là bài Muốn làm thằng cuội của Tần Đà năm cấp 2, tôi có nói cô bạn ngồi cạnh tôi là trông như trăng rằm. Cô hỏi tại sao, thì tôi bảo mặt cổ lỗ chỗ như bề mặt trăng, ai xung quanh cũng cười, riêng cổ thì không. Trò đùa năm lớp 8 ấy thật là bố láo, vì lần ra cái tuổi này thường bị dòng hormone phun trào như nham thạch tàn phá, thay đổi điều này không có dễ. Nên là xin phép gửi lời xin lỗi dù hơi muộn tới cô bạn tôi. Có những chủ đề mà bạn nên hạn chế công kích như là quê quán, họ tên, giới tính, quan điểm chính trị, ngoại hình, quần áo đang mặc. Tôi không nói là không được phép, nhưng mà phải thật khéo và thật đúng đối tượng nếu không muốn nhận kết cục như Dan Howard. Tôi tin là ai cũng đã từng đùa dại trong quá khứ. Nhiều khi không chỉ bạn bè chê nhạt mà người ta còn đánh đuổi. Nhưng những điều trong quá khứ không nhất thiết phải lấy đi của bạn óc hài hước ở tương lai. Sau đây là một số kỹ thuật mà tôi đã cóp nhặt được từ bộ môn comedy. Kỹ thuật Yes and. Lý do tôi đặt cái này lên đầu tiên
vì đây không chỉ là kỹ thuật chính yếu nhất trong improv comedy, nó còn là mindset phải có khi chém gió. Yes, tượng trưng cho sự lắng nghe và tiếp nhận, còn and tượng trưng cho sự bồi đắp và ý tưởng. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể xem clip trong phần mô tả. Yes and vốn chỉ là hai từ câu dở trong improv, nhưng đằng sau đó là một câu hỏi mà mọi nghệ sĩ luôn phải tự trả lời thật nhanh trong óc. If this is true, what else is true? Có rất nhiều cách viết khác nhau về kỹ thuật này ở trên mạng, nhưng mình tâm đắc nhất khi nhận được lời khuyên của ngài Steve Roy. Về cơ bản là có 3 bước tư duy như sau. Bước thứ nhất, tưởng tượng ra mọi đặc tính ở mọi khía cạnh của sự vật được nhắc tới trong cuộc đối thoại, như là kích thước, hình dáng, tên gọi, màu sắc, công dụng. Hãy áp dụng nhiều góc nhìn khác nhau với một sự vật. Bước thứ hai, tìm những vật có đặc tính tương tự, đặt ra câu hỏi, nếu điều này đúng, điều gì khác cũng đúng. Bước thứ ba là liên tục đặt cho tới khi tìm được một điểm bất hợp lý, trái với luân thường xã hội thì thôi. Sau đây là một trích đoạn hội thoại rất ngắn trong chương trình Hỏi Xoáy Đáp Xoay để cho các bạn dễ hình dung. Xuân Bắc đọc câu hỏi, thưa giáo sư, gần đây em được biết chú tê giác Java vừa bị chết nguyên nhân do săn bắn trộm. Em cũng được biết giáo sư là một loài động vật bậc cao quý hiếm. Em vừa vận động các bạn trong hội những người phát cuồng vì giáo sư xoay, đưa giáo sư vào sách đỏ để mọi người ra sức bảo vệ và nhân giống. Thưa các bạn, có thể bảo vệ thì được nhưng nhân giống phụ thuộc hoàn toàn vào giáo sư. Tê giác Java là giống loài quý hiếm, giáo sư cũng tự nhận mình là động vật bậc cao quý hiếm. Vậy tại sao giáo sư không thích nằm chung sách đỏ với tê giác? Đưa tôi vào sách đỏ thì tôi kịch liệt phản đối, tại vì tôi không thích bị săn bắn và ngâm rượu. Ok, bây giờ sẽ thử phân tích theo 3 bước như trên nhé. Đề bài là chú tê giác Java vừa bị chết và cần đưa vào sách đỏ. Bước thứ nhất là thử liệt kê tất cả những đặc tính của chú tê giác Java. To, có sừng, đen, là động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ. Khi bạn càng áp dụng nhiều góc nhìn xã hội thì càng có nhiều đặc tính về loài tê giác. Ví dụ, nhìn từ góc độ của một người đang ăn nhậu thì tê giác chỉ là một món ngâm rượu. Còn nhìn từ góc độ khoa học, tê giác lại là một loài cần nhân giống. Bước thứ hai là tìm những sự vật có ít nhất một đặc tính giống tê giác. Ví dụ như là con người, con hổ, con gấu cũng là động vật quý hiếm như tê giác. Ở bước này bạn phải liên tục đặt câu hỏi, nếu điều này đúng thì điều gì cũng sẽ đúng. Ví dụ, nếu tê giác và hổ cũng là động vật quý hiếm thì tê giác nằm trong sách đỏ, hổ cũng phải nằm trong sách đỏ. Mệnh đề 1. Nếu tê giác và người là động vật quý hiếm thì tê giác nằm trong sách đỏ, người cũng phải nằm trong sách đỏ. Mệnh đề 2. Và cuối cùng bước thứ 3, tìm ra điều trái với luân thường xã hội. Với cách đặt câu hỏi ở bước thứ 2 thì bạn có thể suy ra được hai mệnh đề như trên. Tuy nhiên thì sẽ có mệnh đề 2 là trái với luân thường xã hội vì không ai đưa người vào sách đỏ cả. Vừa rồi là các bước tư duy để nghĩ ra lời thoại trong kịch bản. Tôi hiểu là nó cũng hơi phức tạp một chút. Tuy nhiên nếu mà đọc đến đây rồi mà không thử thì tốn 10 phút cuộc đời. Chỉ cần 1 đến 2 tuần luyện tập thôi là bạn có thể sử dụng nó thành thục trong não. Cách luyện tập tốt nhất là nhắn tin hay inbox, vì khi ấy là bạn đang ở một mình và có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Nếu nhanh hơn thì có thể trò chuyện với bạn thân. Ai vốn là người đã hiểu biết nhiều thì chỉ dẫn của tôi sẽ nhanh chóng biến bạn trở thành người mặn nhất cho cuộc nói chuyện. Nếu các bạn thích nội dung lần này thì đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn chút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào sparroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.